Em chào cả nhà nhé. Vừa Lan Trung Anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Hôm nay Trung sẽ lên một dòng hồ điệp siêu phẩm cho người sưu tầm. Đấy, bác nào mà hôm nay bỏ qua cái video này thì cực kỳ là tiếc luôn cả nhà nhé. Cực kỳ là tiếc luôn. Đấy, em giới thiệu cho mọi người hôm nay một dòng chớp vân mây đột biến hàng Đài Loan mọi người nhé. Cây bầu 3.5 đang hồng hoa rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage, qua kênh TikTok Vườn Lan Trung Anh cả nhà nhé. Chớp vân mây là một trong những cái dòng hồ điệp cực kỳ là hiếm và gần như là rất là ít trên thị trường mọi người nhé. Và cây rất là đẹp luôn. Đấy, mặt hoa chớp hồng vân mây thì có cái tông màu rất là đẹp. Đấy, tùy theo các bác trồng này. Đấy, đây là cây của khách trồng này mọi người này. Rất là đẹp luôn, có những bác trồng ra mặt hoa chớp rất là đậm này. Đấy, chớp hồng vân mây cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Đấy, em cho mọi người xem qua những cái mặt hoa mà khách nhà em Trung trồng này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái cây chớp hồng vân mây này thì bầu 3.5 cả nhà nhá. Bầu 3.5, cây khoe, dễ khoe và đang có ngồng hoa. Đấy, cây đẹp lắm mọi người này. Và cái giá em Trung đang bán cho mọi người chưa bao gồm chi phí vận chuyển là 130.000 một cây chớp hồng vân mây. 130.000 một cây nhá. Đấy, em đi đơn từ 2 cây. 2 cây là 250.000 và ship 35.000. Đấy, cái giá em Trung báo mọi người là chưa bao gồm chi phí vận chuyển và ship toàn quốc bên em Trung là 35.000. Và riêng cái mã chớp hồng vân mây mọi người đi đơn từ 5 cốc thì em Trung sẽ hỗ trợ bao ship nhanh mọi người. Cây đẹp, dễ khoe, nhìn rất là yêu luôn mọi người. Chớp hồng vân mây. Đấy, bắt đầu chưa có dòng chớp hồng vân mây thì lên đơn cho em nhé. Cực kỳ rẻ luôn. Đấy, và em đi đơn ít nhất là 2 cây, ship toàn quốc là 35.000 cả nhà nhé. Và em sẽ điểm qua một số cái hình mặt hoa chớp hồng vân mây mà khách nhà em Trung trồng này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tùy theo cái chế độ chăm sóc thì cái mặt hoa vân mây nó sẽ đậm nhạt khác nhau ở nhà. Đấy, một dàn vân mây của cô Oanh ở Vĩnh Phúc này. Rất là đẹp luôn. Chớp hồng vân mây cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bắt đầu chưa có dòng này lên đơn cho em nhé. Chưa có dòng này lên đơn cho em. Đấy, rất là đẹp. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ like video cũng như là đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Trung Anh ủng hộ bên em. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin phép chào mọi người và hẹn mọi người gặp trong cái video tiếp theo.